Cách để mở rộng gara ô tô. Gara ô tô nhà bạn hơi chật chội nên không được thoải mái, hay là bạn đang tìm cách để sử dụng những không gian lâu nay không dùng đến, nới rộng gara ô tô chắc chắn là một nhiệm vụ lớn, nhưng kết quả sẽ rất xứng đáng. Nếu như bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy đọc hướng dẫn giải đáp những câu hỏi thường gặp về việc mở rộng gara dưới đây để có thể làm thật tốt công việc nâng cấp nhà cửa. Tôi có thể mở rộng gara ô tô như thế nào? 1. Mở rộng gara ô tô theo chiều dài để có những khoảng trống rộng rãi hơn để có thể làm việc. Bạn thường tận dụng gara để có thể làm xưởng làm việc tại nhà. Khi nới rộng chiều dài gara, bạn có thể sẽ có thêm chỗ để cất dụng cụ và thiết bị. Kiểu mở rộng này còn có thêm không gian để chứa đồ hoặc giúp cho bạn chuyển đổi gara thành không gian sinh hoạt. Ví dụ, bạn có thể kéo dài gara để có thể làm phòng gym tại nhà. 2. Mở rộng gara để có chỗ đậu thêm ô tô. Chỗ để xe là không gian cần thiết cho mọi ngôi nhà, đặc biệt là khi bạn mua thêm xe. Hãy cải tạo gara một ô tô thành gara hai ô tô, hoặc nơi cới gara một chút để có thể có chỗ đậu xe rộng rãi hơn. Phần cơi nới nhỏ trong gara có thể giúp cho bạn có thêm xe hoặc là những thiết bị ngoài trời. 3. Nâng chiều cao trần gara để có thể vừa với xe to hơn. Một gara trung bình là vừa vặn cho những xe cơ bản như sedan và SUV, nhưng lại không đủ cao để có thể đậu remote hoặc là xe AV. Trần gara cao hơn cũng sẽ giúp cho bạn tiện nâng cao xe khi sửa chữa. Nâng cao trần gara là một giải pháp tuyệt vời nếu như bạn không có đủ chỗ để có thể mở rộng theo những chiều khác. Tôi có thể xây thêm tầng trên gara không? 1. Bạn có thể, nhưng việc này đòi hỏi công việc thiết kế và thi công. Đầu tiên, bạn sẽ cần thuê kỹ sư khảo sát tình trạng hiện tại của gara. Họ sẽ cho bạn biết móng và khung gara có chịu được tầng xây thêm hay không. Tiếp theo, bạn sẽ yêu cầu nhà thầu khảo sát và gia cố móng nếu cần thiết. Sau đó, hãy thuê thợ để hoàn tất công trình. Họ có thể đảm bảo công trình đạt tiêu chuẩn an toàn. Ví dụ, gara của bạn cần có thêm một lớp vữa thạch cao trát tường và trần khi xây thêm. Tôi có thể chuyển đổi gara thành không gian sinh hoạt không? 1. Có. Bạn hoàn toàn có thể biến gara thành nơi sinh hoạt. Bạn có thể chuyển đổi gara thành phòng studio hoặc phòng tập gym tại nhà. Nhiều người còn cải tạo gara thành văn phòng tại nhà, phòng chơi hoặc phòng bếp mở rộng. Bạn cũng có thể chuyển đổi gara thành khu vực làm thủ công hoặc thư giãn. Tôi có cần xin giấy phép mở rộng gara không? 1. Có thể bạn cần xin giấy phép, nhưng điều này còn tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống. Bạn cần đến cơ quan hữu trách của chính quyền địa phương và hỏi xem phải có những loại giấy phép nào. Mỗi tỉnh, thành phố và quốc gia đều có những yêu cầu riêng về quy hoạch. Đặt lịch hẹn đến đó và cho họ biết về công trình mà bạn đang định làm. Họ sẽ cho bạn biết những loại giấy phép xây dựng và quy hoạch mà bạn cần và cung cấp mẫu cho bạn điền vào. Nếu như bạn ở quận Prince William County, bang Virginia, Hoa Kỳ, bạn cần phải có giấy phép xây dựng và phê duyệt quy hoạch để có thể mở rộng gara. Phần mở rộng có thể xây đến gần ranh giới đất của tôi bao nhiêu? 1. Hỏi chính quyền địa phương về chi tiết cụ thể. Các yêu cầu về quy hoạch không phải nơi nào cũng giống nhau và công trình của bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu của nơi bạn sinh sống. Hãy đến văn phòng của chính quyền địa phương. Nhân viên ở đó có thể sẽ cho bạn biết những gì được phép và không được phép. Nếu như ở Fremont, California, Hoa Kỳ, bạn có thể mở rộng nhà đến cách đường ranh giới sau nhà 3 mét, với điều kiện là phần mở rộng không chiếm quá 30% diện tích sân sau. Tôi có thể tự tay thực hiện công việc mở rộng gara không? 1. Về mặt kỹ thuật thì có thể, nhưng đây không phải là một ý hay, trừ khi bạn có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng. Còn tốt nhất là nên thuê người có chuyên môn. Mở rộng gara là một công việc đòi hỏi kiến thức và kỹ thuật xây dựng. Để đảm bảo an toàn, bạn nên thuê nhà thầu xây dựng hoàn toàn công trình. Chi phí cho công trình mở rộng gara khoảng bao nhiêu? 1. Ở Mỹ, chi phí trung bình cho công trình mở rộng gara vào khoảng 12.000 USD, vào khoảng 270 triệu đồng. Chi phí cho công trình xây dựng bao gồm vật tư và nhân công. Một số vật tư như gạch và sắt thép sẽ đắt hơn nhiều so với những vật liệu xây dựng khác ngoài gỗ. Ngoài ra, các công trình lớn hơn, chẳng hạn như chuyển đổi gara một ô tô thành gara hai ô tô, sẽ phải mất nhiều thời gian hơn và chi phí sẽ phải cao hơn công trình nhỏ. Giá cả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nhà thầu mà bạn thuê. Bạn nên khảo sát báo giá khác nhau trên mạng trước khi ký hợp đồng với một nhà thầu. 2. Chi phí công trình sẽ cao hơn nếu như bạn thuê những chuyên gia ngành xây dựng. Nếu như định mở rộng và chuyển đổi gara thành một không gian khác, có thể bạn cần phải thuê thêm một thợ chuyên ngành khác như thợ mộc và thợ điện. Các công trình có quy mô lớn hơn, chẳng hạn như lên tầng, bạn phải thuê một kiến trúc sư vẽ bản thiết kế. Xây một công trình gara mất bao lâu? 1.
thời gian xây một gara thường mất từ 1 đến 2 tuần. Thời gian này tùy thuộc vào phần mở rộng đang làm và những vật liệu sử dụng. Bạn nên yêu cầu nhà thầu xây dựng ước tính trước khi làm. Ví dụ, xây công trình bằng gạch sẽ mất nhiều thời gian hơn so với đổ bê tông. Lời khuyên, nói trước cho hàng xóm biết trước khi bắt đầu mở rộng gara, quá trình xây dựng có thể khá ồn và hẳn là bạn không muốn làm phiền mọi người.